Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 16, so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên, trang 21, 22, sách giáo khoa môn toán lớp 4. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà sẵn sàng thì nhớ, lúc nào chúng ta cũng có tập hay là vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài, được chưa? Và bây giờ thì sẽ không linh tinh và không luyên thuyên, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu đấy, trước hết chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về lý thuyết này. Phần thứ nhất là so sánh các số tự nhiên. Thì cảm thấy nè, thứ nhất, trong hai số tự nhiên thì chúng ta sẽ thấy số nào có nhiều chữ số hơn thì nó sẽ lớn gì? Lớn hơn. Đó, cái này là hiển nhiên rồi đúng không? Lớp 2, lớp 3 chúng ta đã học rồi. Ví dụ 100 so với 99 thì 100 này nó bao nhiêu? 3 chữ số. 99 này nó chỉ có mấy? 2 chữ số thôi. Vậy thì 3 chữ số bao giờ cũng sẽ lớn hơn 2 chữ số. Được chưa? Rồi, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, đúng không? Vậy thì ở đây rõ ràng 99 này sẽ nhỏ hơn 100. Được chưa? Rồi, trường hợp thứ hai nè. Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì chúng ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng. Và chúng ta so sánh từ đâu? Từ tay trái sang bên tay phải. Đó, cái này ở trong cái bài số 10, 11 chúng ta đã làm rất là nhiều rồi đúng không? Ở lớp 3 cũng vậy, chúng ta đã so sánh và chúng ta phải nhớ được là gì? So sánh theo hàng. Đó, và thầy có kẻ xuống như thế này nè, các em nhớ không? Đúng không? Rồi, ví dụ nè. Đó, khu nhà thầy bây giờ là ve ve rất là nhiều nha. Đó, nhà thầy gần trường học có rất nhiều phượng rồi bàng. Do vậy là gì? Ve ve nó đậu rất là nhiều. 29.869 và 30.005. Vậy thì chúng ta nhìn đây nhỉ, chúng ta không thể áp dụng trường hợp 1 được. Vậy hai cái này đều có mấy? 5 chữ số như nhau, đúng không? Đấy, do vậy chúng ta sẽ so sánh nè. Từ bên tay trái, tức là số lớn nhất nè, hàng gì? Hàng chục nghìn, hay gọi là hàng vạn á. Vậy thì ở đây là chữ số mấy? Số 2. Số này là số mấy? Số 3. Vậy thì số 2 này nhỏ hơn số 3, nên chúng ta kết luận ngay số 29869 sẽ nhỏ hơn 30.005. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì số 25136 và 23894 thì hai số này chúng ta đếm về mặt chữ số nó cũng đều có gì? 5 chữ số như nhau. Do đó chúng ta sẽ phải so sánh gì? Hàng. Ở đây nè, hàng chục nghìn hay hàng vạn, hai số này đều số gì? Số 2. Vậy thì nó đã bằng nhau về hàng này rồi, vậy chúng ta phải tiếp tục đến hàng gì? Hàng nghìn. Đây là chữ số 5, đây là chữ số mấy? Số 3. Vậy thì ở hàng nghìn, số 5 này lớn hơn số 3, nên cái số mà có chứa số 5 ở hàng nghìn này nó sẽ lớn hơn số chứa số 3 ở hàng nghìn. Được chưa? Đấy, không biết ve kêu như thế này các em có nghe được không? Rồi thì thầy gắng thu hết cái bài này, chúng ta sẽ nghỉ nhé. Rồi, chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Nếu hai số mà có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai cái số đó nó sẽ làm sao? Bằng nhau. Đấy, chú ý nè. Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở tất cả các hàng đều bằng nhau thì nó sẽ bằng nhau. Đấy là điều hiển nhiên đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta sẽ kết luận là gì? Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên. Nghĩa là sao? Ta sẽ xác định được số này lớn hơn hoặc số này có thể bé hơn hoặc có thể là bằng số kia. Như vậy thì khi so sánh hai số tự nhiên, chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Có thể nó sẽ lớn hơn, bé hơn hoặc bằng nhau. Vậy thì phương pháp so sánh thì thầy đã dạy cho các em ở trong bài các số có 6 chữ số rồi. Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là ta tìm nếu số nào có nhiều hơn thì nó sẽ lớn hơn. Trường hợp nó bằng chữ số với nhau, chúng ta phải so sánh theo từng gì? Từng hàng. Được chưa? Đấy, vậy thì các em
ghi những cái nội dung đó vào trong cuốn tập hay là vở ghi nhớ của mình để chúng ta làm các cái bài tập vận dụng nha. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần B. Chúng ta có thể có những cái nhận xét nào. Trong cái dãy số, nhớ là dãy số tự nhiên là như thế nào thì bài số bao nhiêu? Số 14 ta đã tìm hiểu đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì số đứng trước. Số đứng trước thì như thế nào nhỉ? Số đứng trước bé hơn số đứng sau. Đấy, chẳng hạn số 8 này này sẽ bé hơn số 9 và số đứng sau sẽ lớn hơn số đứng trước. Đúng không? Vậy thì số 9 này sẽ lớn hơn số 8. Được chưa? Và cái thứ hai, trên tia số, trên một cái tia số, số ở gần 0 sẽ là số bé hơn. Đấy. Ví dụ như là gì? Số 2 với số 5 thì số 2 0 thì sẽ đến 1, sau đó đến 2 đúng không? Vậy thì số 2 nó gần số 0 hơn. Do vậy thì nó sẽ bé hơn. Được chưa? Rồi. Rõ ràng số 0 là số tự nhiên bé nhất. Rồi, số mà càng xa số 0 bao nhiêu thì nó sẽ càng lớn bấy gì? Bấy nhiêu. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là trên tia số. Ví dụ vừa nãy chúng ta so số 2 với số 5 này thì số 2 nó gần số 0 hơn, số 5 nó xa hơn. Đúng không? Bây giờ chúng ta so số 5 này nè với số 12 đi chẳng hạn thì số 12 nó xa hơn. Do vậy nó sẽ là gì? Lớn hơn. Đấy là trên tia số nhá. Được chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai là cách mà chúng ta sắp xếp theo thứ tự nè. Ta sẽ có thể sắp xếp thứ tự là từ bé đến lớn hoặc là ngược lại là từ lớn đến gì? Đến bé. Được chưa? Đó, ví dụ nè. Số này chúng ta có thể xếp nè. Đó, các cái số này chúng ta có thể xếp theo thứ tự từ lớn đến bé nè. Đó, và ngược lại là từ bé đến gì? Đến lớn. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là những cái nội dung mà mang tính chất là lý thuyết thôi. Và các em chưa hiểu thì có thể quay lại, xả lại hay gọi là thì tua lại cái video này để chúng ta cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần bài tập nào. Ta vào bài tập số 1. Người ta yêu cầu mình điền cái dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào trong các cái phép so sánh ở đây nè. Chúng ta sẽ có nè. 1, 2, 3, 4 so với 999. Vậy chúng ta áp dụng ngay nè. Đây có mấy chữ số? 4 chữ số, đây có mấy? 3 chữ số, vậy thì 4 chữ số này sẽ lớn hơn. Không cần phải nói năng gì đúng không? Tương tự nè, đây có mấy? 1, 2, 3, 4. Bên này có mấy đây? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì 5 chữ số này sẽ lớn hơn 4 chữ số. Được chưa? Rồi đối với phép so sánh mà nó có cái biểu thức như thế này thì các em phải tiến hành cộng. 39.000 cộng với 680 thì chúng ta sẽ cộng vào nó sẽ bằng bao nhiêu? 39.680. Vậy thì 39.680 so với 39.680, vậy thì tất cả các số ở các hàng này nó đều làm sao? Bằng nhau thì nó sẽ bằng bằng nhau. Đó, quá đơn giản rồi đúng không? Rồi sang bên 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 này. 35784, đây là 35790. Vậy thì các em thấy đây đều 5 chữ số cả. Ta so sánh nè. Hàng chục nghìn nè, số 3, số 3. Tiếp theo, hàng nghìn số 5, số 5. Hàng trăm, số 7, số 7. Hàng gì? Chục, bên này số 8, bên này số 9. Vậy thì số 8 này nhỏ hơn số 9 nên số nào có chứa số 9 ở hàng chục nó sẽ lớn gì? Lớn hơn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Tương tự như vậy ở đây chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ tìm được số gì? Số ở hàng trăm là số 5 này sẽ lớn hơn số gì? Số 4. Rồi, còn ở đây thì chúng ta sẽ phải cộng bên này vào. Nó sẽ bằng bao nhiêu? 17.600. Vậy thì 17.600 với lại 17.600 thì nó sẽ bằng bằng nhau thôi. Được chưa? Rồi, xong bài số 1 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu nè, viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Quá đơn giản rồi đúng không? Câu A, câu B, câu C. Đó, vậy thì giờ các em có thể theo thầy. Ở đây chúng ta thấy nè. Câu A nè,
8136 nhỏ hơn 8316 và 8316 này nhỏ hơn 8361, nên chúng ta sẽ có ba cái số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Được chưa? Rồi tương tự như vậy thì câu B với câu C các em làm thầy sẽ đếm trong 6 nốt nhạc nhé. Được chưa nào? Đấy, chúng ta chỉ cần chú ý nè. Chúng ta thấy tất cả ở đây đều 4 chữ số cả. Vậy thì chúng ta phân tích ở hàng nghìn, hàng trăm nó bằng nhau. Vậy thì chúng ta phải lấy tới hàng gì? Hàng chục nè. Đó. Được chưa? Tương tự như vậy câu C cũng vậy. Câu C thì có là gì? Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm. Nó đều bằng nhau rồi. Chúng ta chỉ cần lấy từ hàng gì? Hàng chục nó sẽ ra. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đếm nha. 1 2 3 4 5 6. Đó, không biết các em có nghe thấy tiếng ve ve không? Chứ ở đây thầy thấy rất là ồn. Đó, không biết là các em có nghe được không? Vậy thì chúng ta cố gắng nha. Rồi, vậy thì chúng ta đã phân tích xong về hàng của nó rồi. Vậy thì câu B chúng ta sẽ như thế nào đây? Đó, câu B chúng ta sẽ có theo thứ tự từ bé đến lớn sẽ là 5724, 5740, 5742 và tương tự như vậy thì câu C. Được chưa? Đấy, các em so sánh kết quả của thầy với lại kết quả của các em. Nếu có chỗ nào mà gì không đúng với kết quả của thầy, các em có thể kiểm tra lại, có thể mình bị nhầm ở nội dung nào đó. Được chưa? Rồi, đấy, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 3. Bài số 3 người ta cho này: viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy thì bài này cũng giống như ở bài số 2 thôi, nó chỉ ngược lại, đây là gì? Lớn đến bé thôi. Dễ hơn cả ăn cháo rồi đúng không? Đấy, do vậy thầy sẽ không phân tích nhiều. Đó, và thầy chiếu cái kết quả ra đây cho các em. Được chưa? Đó. Và các em có thể dừng cái video, các em tự làm, sau đó so sánh kết quả với thầy, được chưa? Và tại cái tiếng ve nó kêu rất là nhiều nên là thầy sẽ kết thúc video ở đây. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.